về những công nghệ mới, những cách tiếp cận mới của Autodesk đối với các ngành, đúng không ạ? Chúng ta có một vài phút thì không biết là quý vị có thể cho biết là quý vị cảm thấy ấn tượng nhất với xu hướng công nghệ nào trong bài thuyết trình vừa rồi, đúng không ạ? Có ai muốn chia sẻ không ạ? So I'm curious a little bit, which of the trends or which kind of technology are you most impressed through the presentation? Any of you? Vâng ạ, xin mời anh ạ.